truyện tích chính, toàn tính cướp nữ tu về làm vợ thì được ăn năn hối cải. Đồng Giòn là một chàng thanh niên khét tiếng ăn chơi trụy lạc ở thủ đô nước Tây Ban Nha. Cha chàng là một võ tướng, được nhà vua sủng ái, ban cho nhiều chức tước, chỉ huy ba quân đánh bọn giặc Tua, tức là quân Hồi giáo đang cai trị Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Dựa vào thế lực của cha, y không còn biết sợ luật pháp, tha hồ ăn chơi trác táng. Y đã dụ dỗ nhiều bà quả phụ và phụ nữ xinh đẹp, con nhà quý phái để thỏa mãn nhục tính, và giết nhiều tình địch để thoát thân. Mẹ Đông John là một bà đạo đức, tối sáng lần chuỗi mừng côi cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Bà mướn một danh họa vẽ bức tranh luyện ngục, trong đó lửa cháy bừng bừng đốt linh hồn những kẻ có tội. Bên trên cửa luyện ngục có một thiên thần và một bà đạo đức đang lần hạt mân côi. Thiên thần với tay kéo một linh hồn ra khỏi luyện ngục. Bà gọi Đông John vào và bảo: mỗi lần con đọc một chuỗi hạt mân côi thì con cứu được một linh hồn. Vậy khi mẹ chết, con muốn cứu mẹ thì hãy lần hạt mân côi cầu cho mẹ. Ý tưởng ấy ăn sâu vào tâm trí đứa bé, như tờ giấy trắng có vẽ bức tranh. Từ đó, hàng ngày, Đông John vẫn vào buồng đọc kinh với mẹ, cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Cha cậu lại là một võ tướng, cho nên bắt Đông John phải học nghề đao binh chém giết quân thù. Bị ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng giáo dục, cho nên sau này, dù tội lỗi quá sức, y cũng không quên đọc kinh cầu nguyện cho mẹ. Một hôm, y đang cùng bạn bè toan tính cướp một nữ tu xinh đẹp về làm vợ. Nhưng đang lúc chờ đợi giờ hành động, y chợt thấy có đám tang rất đông người. Dài khoảng một cây số, toàn là một các linh hồn người chết mặc áo đen, đầu đội khăn trắng tiến vào nhà thờ. Chàng tiến lên hỏi: đám ma của ai mà đông người như thế? Một người trả lời: đám ma của Đông John. Chàng bảo: Đông John còn sống mà sao lại có đám ma? Không tin, chàng lại hỏi người khác, thì họ cũng trả lời: chúng tôi là những linh hồn được bà mẹ Đông John khi còn sống lần hạt cầu nguyện cho. Nay chúng tôi trả ơn bà bằng cách đưa đám ma và cầu nguyện cho con trai bà là Đông John. Ngay lúc ấy, y thấy một con rắn dữ tợn đen ngòm từ trong quan tài nhảy bổ ra, nhào xuống đất rồi chết ngắt. Đông John sợ quá, té nhào ra xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Người ta xúm lại xem, biết đó là Đông John, thầm rủa: tên đại bập chết đáng đời. Cảnh sát vực y dậy, xem giấy tờ, biết là bá tước Đông John, đem về nhà cấp cứu. Hôm sau tỉnh lại, chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện, rồi tình nguyện bán hết tài sản, xây cất một thánh đường nhỏ tạ ơn đức mẹ mân côi. Chàng xin vào dòng khổ tu, lấy tên là Ambrosio, sống khắc khổ suốt 15 năm, lao động cực nhọc, chỉ ăn một chút bánh với rau chấm muối, uống nước lã, suốt ngày lần chuỗi mân côi cầu cho các linh hồn. Theo lời mẹ dạy xưa, chàng viết di chúc để lại: sau khi chàng chết, xin chôn xác dưới cửa ra vào thánh đường mân côi mà chàng đã xây cất với chữ đề: đây là mồ chôn một người tội lỗi nhất thế giới. Nhưng sau này người ta thêm chữ: nhưng đã biết ăn năn hối cải. Lời bàn: câu chuyện đã được diễn tả trên nhiều sách vở báo chí. Tiểu thuyết Đền Đức Mẹ Mân Côi của Đông John vẫn còn ở thủ đô Tây Ban Nha, là một di tích lịch sử và cũng còn là một trung tâm hành hương cho nhiều người khách du lịch. Sức mạnh của chuỗi mân côi vô cùng hiệu lực, đã làm cho biết bao nhiêu tội nhân ăn năn trở lại.
Nói như vậy không có nghĩa là cứ phạm tội rồi cứ tin tưởng vào lòng nhân từ của Đức Mẹ cho đến chết, thì thật là sai lầm và nguy hiểm. Tạ ơn Chúa.